Ba đã lấy tiền của má đi mua nhà cho con nhỏ đó rồi. Không lẽ là như vậy thì sao ba quá đáng như vậy chứ? Ổng mua nhà rồi thì làm sao lấy lại vốn, cho nên hồi nãy ổng mới đưa ra lý do không rõ ràng, không chính đáng để khỏi phải trả tiền má. Ổng thì cố tình giận dữ lớn ác má, để má không có cơ hội hỏi thêm ổng cái gì hết. Sao ba lại có thể thay đổi nhiều như vậy chứ? Tại vì em và chị tiếp tay cho ổng đó. Em nói gì kỳ vậy? Chứ chị không thấy sao? Em với chị có nói với má chuyện này đâu. Ổng thấy như vậy á, ổng cứ tưởng là em với chị chấp nhận giải pháp của ổng, im lặng là đùng loại với ổng, lừa dối má để cho gia đình này êm ấm. Chứ bây giờ mình biết phải làm sao? Còn Dương nó sắp thi tốt nghiệp, nếu như chuyện này xảy ra rồi ồn ào sẽ ảnh hưởng đến chuyện học của nó. Còn nếu nói cho má biết thì liệu má có chịu nổi cú sốc này không? Thiệt tình chị cũng không biết làm sao cho đúng nữa. Em thấy má cần phải biết sự thật. Con chú Dương đó bây giờ nó đã lớn rồi, tới lúc nó cũng cần phải đối diện với chuyện của người lớn, chứ không phải lúc nào nó cũng ru rú trong sự bảo bọc của mình hoài được. Chứ bộ hôm bữa giờ em không thấy nó tập trung học nhiều hả? Suốt ngày nó đi học. Còn nếu không á thì nó đi với con Quyên để ôn bài. Nếu không còn tâm trí để học thì làm sao mà thi? Cái chuyện này ảnh hưởng đến cả tương lai sau này của nó. Đâu phải ai cũng mạnh mẽ như em đâu Ly. Chứ bây giờ chị tính làm sao đây? Ý em sao? Thì chị nói cũng đúng đó. Thì thôi chị tính sao cũng được hết. Chị cũng đồng ý với em là nói cho má biết. Má cần hiểu rõ mọi chuyện để biết sắp xếp như thế nào. Chỉ có điều phải nói với má là giấu con Dương. Đợi khi nào nó tốt nghiệp xong thì mình nói cũng được. Thôi vậy đi. Nhưng mà em với chị phải lựa thời cơ để nói với má, không là má bị sốc á. Chị Mai, em đi trước nha chị. Em không đi với ba hả? Hồi sáng ba đi sớm quá. Với lại lát nữa em học xong qua nhà nhỏ Quyên nên đi xe cho tiện. Thôi em đi trước nha, mất công trễ nữa. Đi cẩn thận đó. Dạ em biết rồi. Má. Ủa, sao giờ đã hai đứa còn ngồi đây? Hôm nay em đi làm hả? Dạ, bữa nay con được nghỉ. Út đi chợ mua đồ rồi má. À, vậy hả? Sáng nay mệt quá nên con xin nghỉ phép luôn rồi. Vậy à, vậy má có cần ở nhà với tụi con không? Hai đứa sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với má phải không? Thôi mà, sanh ra các con chẳng lẽ má không hiểu là hai đứa đang muốn gì vậy sao? Con sao vậy hả? Con bị cái gì vậy hả Mai? Ly, chuyện gì vậy? Con có sao không hả? Hai đứa làm sao vậy? Trời ơi, nói cho má nghe đi. Hai đứa bị cái gì? Có ai lừa gạt hai đứa hả? Con không có bị ai lừa gạt hết, mà là má đó. Má bị lừa gạt bao nhiêu năm nay mà má có biết không? Con đang nói cái gì vậy? Đã nói là nói chuyện với má đàng hoàng rồi mà, sao em lại cứ có thái độ như vậy chứ? Con biết cái gì thì con nói đi. Ai lừa má? Má ơi, con nói cái này, má hứa với con là má phải bình tĩnh nha. Hồi lúc con biết chuyện, con cũng không tin nó là sự thật. Nhà mình có 5 người, chị em con ai cũng thương má hết.
Không có ai gian dối mà lường gạt má cái gì hết. Chỉ còn có một người thôi à. Ý hai đứa là ba phải không? Cả tình lẫn tiền đó má. Ba có vợ trẻ ở ngoài, ba lấy tiền của má để đi mua nhà để ở con nhỏ đó. Hạnh phúc riêng tư ông hưởng thụ một mình, còn má thì sao? Má lo tiền trả nợ cho người ta, ông có quan tâm tới má không? Thôi mà Ly, tại sao con biết chuyện này? Chính tôi còn phát hiện ra mà. Thì nói chuyện với ba, ba cũng thừa nhận con nhỏ đó là bạn của chị Mai đó. Ba có nhớ con Kim không? Hồi đó má hay giúp đỡ nó đó. Con nhỏ mà ba mất má bị bệnh ung thư đó. Con nói cái gì? Má ơi con xin lỗi, tôi con biết chuyện này lâu rồi, nhưng mà tụi con không dám nói với má. Tại vì tụi con muốn gia đình phải được êm ấm. Nhưng mà ba càng ngày càng quá đáng. Nếu mà má không biết chuyện thì chắc là má còn bị ba lừa gạt nhiều hơn nữa. Cho nên là tụi con đành phải nói cho má biết. Má cũng không biết tại sao ba các con lại nỡ nhẫn tâm phá hoại gia đình đã xây dựng cách đây mấy chục năm. Nguyên nhân là tại vì tụi con là con gái. Nhưng má có lỗi hay sao? Không phải đâu má ơi, má không có lỗi gì hết trơn. Tại vì ba cổ hủ, tại vì ba phong kiến, chứ không phải lỗi tại má đâu. Tụi con nói chuyện với ba rồi mà ba không quan tâm. Bây giờ con nói với má đó, má tính sao? Nè, tụi con có nói với con Dương không hả? Dạ không. Con sợ ảnh hưởng tới việc học của nó nên con không dám nói. Đúng rồi, không nên nói. Đúng là không nên nói. Con như Dương nó còn nhỏ dại và ngây thơ lắm. Nếu như nó biết cũng không giải quyết được chuyện gì hết. Mình giấu nó luôn đi nha. Với lại trong lòng của nó, ba con tốt lắm. Thôi kệ, cứ để cho nó giữ hình tượng như vậy tốt hơn. Cái gì vậy má? Đến lúc này mà má còn nói như vậy được nữa hả? Ông là ba, ông không giữ hình tượng thôi chứ, mắc mới gì má phải giữ giùm. Nè, nếu như trong lòng con cái cha mẹ là tấm gương tốt thì con cái sẽ nên người hơn. Má không muốn vì sai lầm của ba con mà con Dương nó có cái nhìn sai lệch về cuộc sống, như vậy không tốt chút nào, con hiểu không? Má nói đúng đó Ly. Chị em mình lỡ biết rồi nên phải chịu cú sốc này. Còn con Dương nó không biết vẫn tốt hơn. Má ơi, bây giờ má tính sao? Má có tính nói chuyện với ba không? Nếu má muốn, con sẽ theo dõi con Kim, rồi con đích thân nói chuyện với nó. Thôi con à, má nghĩ là má sẽ nói chuyện rồi sắp xếp chuyện nội bộ gia đình mình trước đó. Ba con lớn tuổi rồi, má nghĩ là do mấy chủ động. Chứ con Kim nó không phải là loại người quyến rũ người ta. Tụi con cũng biết như vậy. Hôm nào mình sắp xếp rồi nói chuyện với ba nha má. Mình đợi lúc nào mà con Dương nó không có nhà. Thôi cốt về rồi kìa, má đừng khóc nữa. Làm gì mà cứ khóc hoài. Để má lên lầu. Còn chị nữa, đừng có khóc. Má còn Út vô, Út thấy chị khóc rồi Út lại thắc mắc nữa.
Anh đi đâu đây? Đi kiếm em. Làm gì? Em lấy xe đi rồi mình đi ăn. Anh có cái này tặng em. Không đi. Em đừng có bướng bỉnh vậy mà. Không lẽ em không đại từ đại lượng mà tha thứ cho anh sao? Anh chờ tôi một chút, tôi đi lấy xe. Ừ. Wow, dễ thương quá anh ơi. Em có thích không? Dạ thích. Ủa, mà nó có mắc không vậy? Không. Mà sao tự nhiên tặng điện thoại cho em vậy? Ờ, thì quà làm quen. Anh biết em buồn nên anh muốn làm em vui. Ừ? Sao anh biết em buồn? Trời, anh biết bói toán mà em không biết hả? Mà nè, em đừng từ chối, anh buồn. Cảm ơn anh nhiều. Vậy là mình là bạn đó nha. Em uống nước đi. Bà Xuân, có chuyện gì vậy? Trời ơi, lần đầu tiên tôi mới thấy bà như vậy đó. Có chuyện gì xảy ra với bà vậy? Chuyện gì vậy? Cái chuyện mà cảnh báo tôi, bây giờ nó đã trở thành sự thật rồi. Cái chuyện ông Trung đó hả? Ông sao? Ông lập phòng nhì bên ngoài, lại còn có con trai nữa. Nhưng mà tại sao bà biết bà ông nói với tôi hả? Trời ơi, tôi chỉ nghe phong phanh thôi, chứ có phải là chính xác gì đâu mà tôi nói với bà. Mà mấy lần tôi có hỏi bà đều nói là ông đàng hoàng lắm, bà tin tưởng ổng, nên tôi có nghĩ thông tin mà tôi nghe là sai thôi. Tôi buồn bà quá. Mặc dù là tin đồn thì ít ra bà cũng phải báo cho tôi chứ. Là bà nghe như vậy để tôi còn biết, tôi đề phòng. Mà bây giờ mọi việc dở lỡ rồi, tôi trở tay đâu có kịp nữa đâu. Trời, tôi cũng mới nghe gần đây thôi à. Nè, nhưng thông tin bà nghe có chính xác không vậy? Bà đã tìm hiểu kỹ chưa? Hay là cũng nghe từ một phía? Biết đâu á, tin đồn bậy bạ rồi sao? Con Julie nó đã theo dõi và biết rõ tường tận rồi. Con nhỏ đó tôi biết mà, nó là bạn hồi lập đại học với con Chiếu Mai. Trời đất, tôi cũng có nghe nói là dường như con nhỏ đó trẻ lắm. Trời đất ơi, ai về lại là bạn học của ông Chiêu Mai? Sao mà ông không còn sĩ diện gì hết trơn vậy hả? Mà đi ở với bạn của con mình không biết nữa. Bởi vậy mới nói, thiệt tình tôi cũng biết là ông nghĩ cái gì nữa. Chỉ vì muốn có con trai mà ông làm cái chuyện xấu hổ như vậy. Con cái bây giờ biết hết rồi, nó khinh khi ông mà ông cũng đâu có thèm quan tâm đâu. Rồi tụi nó nói sao? Còn Mai với còn Ly á, thì khuyên tôi nói chuyện một lần nữa. Chứ bữa trước á, tụi nó nói thì ông cứ khăng khăng chọn con nhỏ kia với đứa con trai sắp ra đời. Trời ơi, vậy còn con Dương? Chắc nó khóc lắm phải không? Nó thương ba nó mà, nó thường tưởng ba nó nhất mà. Thật ra thì tôi chưa dám nói cho nó biết, bởi vì nó sắp thi tốt nghiệp rồi. À, bà, vậy còn số tiền hôm bữa, có phải là ông Trung? Bởi vậy tôi mới nói, phải chỉ bà nói cho tôi biết trước là được rồi, thì tôi sẽ không mượn tiền của bà đưa cho ông. Tụi nó nghĩ là ông lấy số tiền mượn của bà đi mua nhà để cho mẹ con kia. Tại vì tụi nó mới nghe nói là vừa mới mua nhà đây nè. Không được rồi,
bà phải làm dữ lên. Lấy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chứ không khéo nha, tiền của ổng đổ vô hết con nhỏ đó. Bà vừa mất chồng, mất luôn cả tiền bạc dành dụm bao nhiêu năm. Tôi nghĩ là cũng hết tiền rồi. Nếu không thì đi mua nhà đâu có hỏi mượn tiền tôi chi. Trời ơi bà ơi, thì vậy đó, ông nuôi không nổi, thấy không? Thì giờ ông bắt bà nuôi. Tiền bà dành dụm cực khổ bao nhiêu năm thì tức hói máu luôn được. Chứ bây giờ tôi làm gì được nữa. Tiền bà bây giờ trong tay ông hết rồi, tôi không còn gì nữa hết, ngoài trừ cái cửa hàng này thôi nè. Thiệt tình à, bà ơi, bà phải diễn cớ. Bà diễn cớ bà đòi lại tiền, bà phải diễn cớ này nọ, miễn sao lấy lại được tiền thôi. Thôi đi, bà đừng có lo lắng, nhưng nhìn ông nữa, ông không có xứng đâu. Thôi được rồi, để tôi bình tĩnh tôi sắp xếp, để mẹ con tôi nói chuyện với ông lần nữa coi sao, xem ông có hồi tâm chuyển ý không, rồi sau đó thì mình tính tiếp. Ừ, thôi ráng bình tĩnh đi, để giải quyết cho nó sáng suốt. Ôi thôi mà, đừng có khóc nữa mà. Thôi nín đi. Alo. Anh Toàn hả? Sao anh không nghe điện thoại của em? Bộ anh đang họp hả? Ừ. Em khỏe không? Em gọi cho anh có gì không? Anh đã nói là khi nào rảnh anh gọi cho em mà. Em chờ hoài mà có thấy anh gọi điện thoại cho em đâu. Anh đâu có nhớ đến em đâu đúng không? Trong khi đó lúc nào em cũng nhớ đến anh hết á. Bộ anh không còn quan tâm đến em nữa hả? Không có. Thôi em đừng nhõng nhẽo nữa mà, anh lúc nào cũng quan tâm đến em hết, chỉ tại anh bận quá thôi. Anh bận trong giờ làm việc thôi, chứ không lẽ về nhà ăn với ngủ anh cũng bận luôn hả? Em muốn đi ăn kem quá. Được rồi, em ra quán kem hôm trước đi, anh ra liền. Dạ, nhưng mà anh đừng cho em leo cây nha, em ra ngoài đó em chờ anh trước nha. Bye bye anh. Anh ra ngoài gặp thằng bạn một chút, trưa nay em đi ăn với mọi người nha. Chúc về mua trái cây cho em. Yêu em. Thank you.
Anh xin lỗi, anh tới hơi trễ. Từ công ty ra đây cũng xa. Anh uống gì? Ôi sao em chưa kêu hả? Dạ, em chờ anh ra đây rồi mình kêu một lượt luôn mà. Vậy thôi mình ăn trưa luôn đi. Em đói bụng chưa? Em chưa đói. Nhưng mà chắc ăn một tí không sao đâu. Em ăn gì? Hay là bữa nay em đi chợ đi. Nhưng mà em đi chợ không có giỏi đâu nha. Anh dễ lắm, em gọi cái gì cũng được. Chị ơi, cho em một phần canh chua cá lóc, một phần thịt kho tộ, một dĩa cái thìa. Nước thì chị cho em một ly cà phê đá và một ly ổi. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Ủa, sao em nói em thích ăn kem? Thì bây giờ mình ăn, một lát nữa tiêu, mình ăn kem cũng được mà anh. Anh xin lỗi, tại chiều nên còn phải quay lại công ty nữa, không ở lâu với em được. Ủa, em với anh lâu rồi mới gặp nhau mà. Anh biết, nhưng mà tại mấy tháng này anh bận quá, anh xin lỗi. Thôi mà, em đừng có buồn, nhìn em như vậy anh đau lòng lắm. Nhưng mà em thấy tại sao lại thay đổi như vậy? Không một lời giải thích nào để cho em hiểu rõ nguyên nhân hết á. Hôm bữa tới giờ em có nói gì với chị Mai nữa không? Không. Em nói chị sẽ la em thì sao? Với lại lỡ như chị mét má em nữa. Anh xin lỗi, anh không biết phải nói gì bây giờ. Nhưng thực sự anh rất là xin lỗi em vì đã làm cho em buồn. Nhưng tất cả những gì anh làm, anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Nếu mà tốt cho em thì anh phải hiểu là em đang muốn cái gì. Anh cứ như vậy, em không có làm được cái gì hết. Thôi được rồi, anh sẽ không làm cho em buồn nữa. Anh hứa. Nhưng chuyện mình gặp nhau là bí mật, em đừng có nói cho em biết hết nha. Nhìn còn đang đi học, bất kỳ ai biết, nhất là gia đình em, anh sẽ có gặp em lắm. Anh làm em thắc mắc quá à. Nhưng mà em sẽ cố gắng không nói với ai, kể cả nhỏ Nguyên. Mà nè, hứa với anh đi, từ nay không có hở tí là khóc, hở tí là khóc nữa nha. Còn nữa, kỳ thi sắp tới phải đạt kết quả loại giỏi. Em hứa. Hiện nay công ty chúng ta đã đi vào ổn định. Theo bản báo cáo vừa rồi thì tôi thấy doanh thu mỗi tháng của chúng ta gần như là không thay đổi. Điều đó chứng tỏ khách hàng của chúng ta là khách hàng quen thuộc. Đối với một công ty, có những khách hàng như vậy là điều rất tốt. Chúng ta cần duy trì và giữ mối quan hệ này. Tuy nhiên, nếu chúng ta bằng lòng với kết quả hiện tại thì sẽ không thể nào phát triển công ty hơn nữa. Tôi đề nghị là chúng ta tìm khách hàng mới và đi theo một hướng mới. Mọi người có ý kiến gì không? Tôi đồng ý với ý kiến của anh Thắng. Nếu chúng ta không tiến tới, tức là chúng ta thụt lùi. Nhưng mà công ty chúng ta là công ty chuyên về chiếu xạ thực phẩm, chỉ phục vụ cho một lượng khách hàng đặc biệt. Nhưng ở Việt Nam chỉ gói gọn có bao nhiêu đó, làm sao tìm được khách hàng nữa? Chúng ta có thể tìm thêm khách hàng ở tỉnh. Hiện tại có nhiều công ty chiếu xạ được đầu tư lớn, công suất cao, hơn hàng ngàn tấn mỗi ngày. Ví dụ Bình Dương, Bình Thuận, Long An, Cần Thơ và Vĩnh Long đều có hết rồi. Nhưng có điều, ở miền Bắc và miền Trung thì chưa có. Tôi nghĩ những nơi xa đó thì khó khả thi. Hiện tại lượng khách hàng khó mà tăng lên được. Nhưng mà chúng ta có thể đổi hướng kinh doanh khác. Anh Thắng có ý kiến gì chưa? Hiện tại thì chúng ta chỉ chiếu xạ những khách hàng tự tìm đến mình. Tức là chúng ta chỉ có một công đoạn duy nhất là xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa. Vậy tại sao chúng ta không tìm đầu ra và thực hiện từ A đến Z?
Được vậy thì lợi nhuận sẽ tăng cao hơn. Ý tưởng của anh Thắng rất khả thi, nhưng có điều mình làm như vậy có mất khách hàng không? Vì họ từ khách hàng trở thành đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Đúng rồi, như vậy thì rủi ro quá. Doanh thu mới thì chưa biết như thế nào, nhưng doanh thu từ khách hàng cũ thì lại mất đi. Như vậy chưa phát triển thì đã phá sản rồi đó. Chúng ta không mạo hiểm thì khó mà làm giàu được. Tôi ủng hộ ý kiến của anh Thắng, chỉ là chúng ta phải suy nghĩ kỹ loại hàng hóa thu mua, để tránh xung đột với khách hàng hiện tại trở thành đối thủ của nhau. Tôi cũng có chung suy nghĩ đó. Tôi tính mở rộng thị trường qua Mỹ và châu Âu, nhưng nếu xuất khẩu mà lỗ thì chắc chắn không làm. Bởi vậy mà hôm nay tôi muốn nói với mọi người, để mọi người tìm hiểu thêm thông tin càng nhiều càng tốt, đến khi chúng ta thực hiện thì tránh được những tổn thất không đáng có. Đó là hướng đi mới của công ty. Có ai có phản đối gì không? Chuyện gì vậy con? Lúc này con thấy tối nào ba cũng không có về ăn cơm hết. Chắc là má nghĩ sao rồi má? Má vẫn muốn giữ cho gia đình này êm ấm, con cái đầy đủ cha mẹ. Nhưng mà lỡ ba vẫn khăng khăng như lần trước tụi con nói chuyện thì má tính sao? Má phải cố gắng thuyết phục thôi. Lạc mềm thì buộc chặt mà con. Chứ bây giờ ba má ly dị, mai mốt tụi con đi lấy chồng, dễ bị bên đàn trai người ta nói ra nói vô, rồi có khi người ta còn phản đối nữa đó. Má ơi là má, thời buổi bây giờ người ta thoáng lắm rồi, không có ai phản đối hôn nhân. Vậy lý do vô lý đó. Hôn nhân á, quan trọng là do hai người trong cuộc người ta quyết định. Chứ cứ bị tác động ngược xuôi như vậy thì người đàn ông đó không phải là vững chãi, thì đi lấy làm gì cho khổ. Nhưng tụi con còn trẻ lắm, chưa có gia đình, làm sao mà hiểu hết được hả con? Tại vì má nghĩ như vậy cho nên má yếu đuối đó. Má thấy không, ba có bị tình nghĩa gì tác động đâu. Ly, em kỳ quá à. Rốt cuộc thì em có muốn ba má hàn gắn lại với nhau không? Sao em cứ nói chuyện này hoài vậy? Dĩ nhiên là em muốn rồi. Nhưng mà vấn đề á là những người có lỗi người ta phải biết hối hận thì mình mới tha thứ được. Chứ người ta không biết mình sai thì ai cần tha thứ mà mình bao dung chứ. Thôi đi, em đừng có làm má rối lên nữa. Má đã quyết định như vậy thì em cứ tôn trọng má đi. Má nè, má quyết định sao tụi con cũng ủng hộ hết. Vậy má tính chừng nào sẽ nói chuyện với ba? Bữa nay con Dương nó đi học về trễ, chị Út thì xin qua nhà bác của chị làm đám giỗ ngày mai mới về. Cho nên lát nữa nè, má định nói luôn đó, tụi con thấy sao? Thôi thì vậy cũng được, càng ít người biết chuyện thì càng tốt mà. Vậy bây giờ má muốn nói một mình hay là tụi con tham gia luôn? Không, má muốn phải có hai đứa nữa. Bởi vì nhiều người nói cũng làm cho ba phải suy nghĩ và cân nhắc chứ. Vậy cũng hay. Mà em đó, em đừng có nóng tính quá nha. Biết rồi, chút xíu nữa coi như là em ngồi im không có nói gì. Mắc công có chuyện gì rồi đổ thừa nữa. Thôi mà, nè, bây giờ tụi con cứ về phòng đi. Lát nữa ba con về rồi mấy má con mình xuống phòng khách nói chuyện nha. Dạ, con về phòng làm việc tiếp nha. Chút xíu nữa ba về, má kêu tụi con xuống. Đi đi con. Con muốn ở đây với má. Sao vậy? Nó đạp đó. Con đạp hả? Nó đạp mạnh ghê vậy đó. Mai mốt ra ngoài chắc là siêu quậy đó. Con hay ngoan ngoãn nghe, ăn nhiều ngủ nhiều, tháng sau ra đời sẽ mập mạp, khỏe mạnh, trắng trẻo nghe. Anh nói nó trắng trẻo thì được, chứ mập mạp á là em thấy không có được rồi đó. Vừa vừa thôi, 3,5 kg được rồi. Chứ tròn quá, sao em rặn nổi. Phải chi á, mình được như vậy hoài,
Lát nữa anh không phải về. Sao tự nhiên em nhắc chuyện đó? Em buồn lắm. Tháng sau là em sanh rồi. Cứ nghĩ con mình em chăn con à. Con không được ba chăm sóc nuôi dưỡng. Em buồn lắm. Thì ngày nào anh cũng qua đây mà. Nhưng một ngày được có vài tiếng à. Tối là anh về rồi. Mẹ con em có một mình ở nhà. Thôi mà, em đừng có buồn. Như vậy ảnh hưởng tới con đó. Anh hứa sẽ tìm cách để ở với mẹ con em nhiều hơn, kể cả ở lại đêm. Anh hứa đó nha. Ừ. Ừ. Nhớ đó, không có được bỏ rơi mẹ con em đó. Anh mà lệch lạc chút xíu hả, em ẵm con đi luôn. Ừ. Anh không bao giờ gặp lại con trai của anh đâu. Sao em lại nói gỡ như vậy? Ừ. Anh hy sinh bao nhiêu thứ cũng vì mẹ con em. Em không tin hay sao? Bây giờ thì em tin. Mà đàn ông hay thay đổi quá. Em phải nói trước cho anh biết, để sau này có gì anh không có trách em. Em thiệt là ghê quá đi. Vậy mà hồi đó anh cứ tưởng là em hiền lắm. Càng lớn em phải khôn ra chứ. Có ông chồng lỗi đời như anh á mà không học hỏi là em ngu quá. Thôi anh. Ừ. Anh về đi. Thôi, anh chờ Hồng về rồi anh mới về. Gần sanh nở rồi, em phải cẩn thận, đừng ở một mình. Có chuyện gì á phải gọi điện cho anh liền nghe chưa? Em biết rồi. Giờ này mà ba chưa về hả má? Chắc sắp về rồi đó con. Lát nữa má cứ đi thẳng vào vấn đề, đừng có dây dưa. Má công con Dương nó về á, không có giải quyết được chuyện gì hết. Má biết rồi. Má, má bình tĩnh đi, không có sao đâu. Ủa, mấy mẹ con chưa ngủ còn ngồi đây? Ba. Cái gì? Thật ra má có chuyện muốn nói với ba. Có chuyện gì thì mai nói. Tôi mệt lắm rồi, tôi đi ngủ đi. Ngày nào ông cũng về trễ như vậy, làm sao ngày mai nói được. Ông ngồi xuống đây đi. Ba đừng có trốn tránh nữa, ngồi xuống một lần rồi giải quyết đi. Ba làm gì phải trốn tránh chứ. Bây giờ tôi ngồi rồi đó, bà có chuyện gì nói đi. Tôi lại nghĩ là ông có điều muốn nói với tôi chứ. Có gì thì bà cứ nói đi, còn tôi không chuyện gì để nói với bà. Bà, con nghĩ là ba nên thẳng thắn như lần trước. Tụi con đã nói hết với má rồi. Tại sao ông nỡ lòng đối xử với tôi như vậy hả? Hả? Tôi xin lỗi, thật lòng tôi không muốn kết cuộc như vậy. Bà tha lỗi cho tôi. Tôi đã từng tuổi này mà chưa có đứa con trai nào để sau này bưng lư hương. Nỗi khao khát đó đã đẩy tôi vào con đường này. Bà không thương tụi con sao ba? Bà cần một đứa con trai chứ không phải là không thương ba đứa con gái hiện tại. Con đừng có nghĩ ba như vậy. Như vậy là ba đã thay đổi quyết định rồi. Ba sẽ quay về với gia đình hả ba?
Thì ba vẫn ở với gia đình mà. Còn có đẩy ba đi hay không là do má con đó. Nhưng ba sẽ không bao giờ bỏ mặc đứa con trai. Mà đến từng tuổi này ba mới có. Sao ba ích kỷ vậy? Ba bắt má bây giờ phải sống cảnh chồng chung với người ta đến suốt cuộc đời này hay sao? Thời buổi bây giờ làm gì có chuyện này nữa. Nếu mà tính theo pháp luật á, ba đã vi phạm chế độ một vợ một chồng rồi đó. Ba đã nói rõ ý của ba rồi. Ba không muốn phá vỡ gia đình này nên ba còn ở đây cho đến ngày này. Còn nếu như mấy mẹ con vẫn cứ muốn ba phải chọn lựa thì theo pháp luật mà làm. Lúc đó đừng có trách ba. Ý ông là ba không chấp nhận cuộc sống này á thì chia tay ra tòa ly dị. Tôi không ngờ ông lại thay đổi kinh khủng như vậy. Ông cạn tình cạn nghĩa rồi phải không? Tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi nên mới quyết định chọn con đường này. Tôi không tranh giành gì hết. Nếu như ly dị thì những gì đang quản lý mình cũng quản lý tiếp. Công ty thuộc về tôi, còn cửa hàng là của bà. Nhà cửa mấy mẹ con bà cứ ở. Ông im đi. Ông vì sự ích kỷ của ông mà ông chà đạp lên bao nhiêu tình cảm trong gia đình này, đưa đẩy số phận của bao nhiêu con người này vào sự đau khổ. Ba đứa con gái của ông có tội gì hả? Tại sao ông làm cho nó mất lòng tin? Ông là một người cha, tại sao ông không làm gương cho nó hả? Bà im đi. Nếu bà an phận hơn thì làm gì ra cớ sự này. Mọi chuyện sẽ êm đẹp như bao năm nay thôi. Ba ơi, sao ba không nhìn ra được lỗi đó là của ba hả ba? Má con không sanh được con trai thì là lỗi của ba sao? Nếu về y học thì đúng là lỗi của ba đó. Vậy tại sao Kim mang thai là con trai? Không phải lỗi của ba. Đúng là nguyện biện. Khi thương thì trấu nó cũng tròn mà. Bây giờ ba muốn nói gì mà chẳng được. Ba chỉ muốn gia đình này tan rã thì ba mới vừa lòng chứ gì. Ba cấm con nói chuyện với ba kiểu đó nghe chưa? Không có quyền. Bây giờ không có quyền vào trong nhà này. Tôi kinh tởm lắm. Đồ vô liêm sỉ. Ông có biết là ông bao nhiêu tuổi rồi không hả? Tại sao đi dụ dỗ bạn học của con mình? Ba ơi, ông làm cái gì vậy? Ly, đánh ông đấm má đó. Tới mày cũng vậy. Ly, ông đánh đi. Thôi mà. Thôi mà. Chị buông ra coi. Ông đánh đi. Cái nhà này loạn lắm rồi. Má thấy chưa? Má còn luyến tiếc con người vô nghĩa đó để làm gì? Má lại vậy đi. Không thấy mặt người đàn ông đó má sống còn dễ chịu hơn đó. Ngày mai con lên tòa án đem đơn gì cho má. Không, má vẫn không muốn ly dị. Thật sự là má không cam tâm. Ba không thay đổi nhưng má không muốn thay đổi. Má cần ba. Má cần các con trong cuộc đời này. Các con có hiểu không ạ? Má không thể nào dối lòng của má được. Má ơi, má ơi, tụi con vẫn ở bên cạnh má. Nhưng mà nếu như không ly dị thì má có chịu nổi không má? Rồi đến khi đứa con trai của ba ra đời, ba sẽ ở bên đó nhiều hơn nữa. Má đâu thể nhắm mắt hoài như vậy được đâu má. Má không biết. Má cứ tưởng là ba con sẽ hối hận. Má không ngờ là sự thật nó lại như vậy. Bây giờ má cũng không biết phải làm sao nữa. Nhưng mà thật tình là má không muốn gia đình của mình tan nát, con hiểu không ạ? Má không muốn. Sao má yếu đuối như vậy? Má điều khiển cả một cửa hàng kinh doanh tốt như vậy mà bây giờ tự quyết định cuộc đời má cũng không quyết định được nữa. Má phải cứng rắn cho con chứ.
được em má. Phụ nữ ai cũng muốn sống tình cảm, ai cũng yếu đuối hết. Chị em đây, tối ngày khóc hoài à, hai mới còn y chang nhau à, mắc mới gì phải buồn về một người đàn ông. Em không thể nào sống như vậy được hết á. Cứ ngồi đó khóc đi, tụi có gia đình mình tay nát như thế nào. Má đừng có buồn nữa. Nếu mà má chịu được, má chờ ba quay về thì má phải ráng lên. Còn nếu như mà má buồn quá, má chịu không nổi thì má nói với tụi con. Tụi con lúc nào cũng đứng về phía má hết. Con Dương nó về. Má làm sao bây giờ á con? Đọc sách, đọc sách.